chính nhân biết lại đến cô Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Hà dạ. Nam mô Tham Ma dạ. Nam mô Sằng Kha dạ. Con thành kính lãnh lễ ơn đức Tam Bảo, ơn đức Phật, ơn đức Pháp, ơn đức Tăng. Dạ cảm ơn các thiền vụ Kỳ Bách Ta cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính lãnh lễ Ngài Tri Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Dạ cảm ơn Hồng Mai. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Quỳnh mến chào Sích Thi Na, mến chào Sích Trần Đạo, mến chào kính chào chị Meta, mến chào Trang Thư, mến chào Sích Thần Mai, mến chào Nguyên Tịnh, kính chào Yên Lành, mến chào Sích Duyên, kính chào Tâm Hạnh, mến chào Tâm Phan, mến chào Vinh Giang Nhật Hạ, mến chào Thi Lâm, kính chào Karuna, mến chào Thiện Vũ, mến chào Tàm Quý, mến chào Sích, kính chào Vinh Đạo Huynh, kính chào thầy kinh. Dạ một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh, kính chào đạo tràng, sa thú lành thai. Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân đại đức Pháp Trang đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Sích Thi Na đã thay mặt đạo tràng lấy bái tâm bảo và thọ trì vi giới. Dạ bây giờ có thầy kinh vào đạo tràng rồi. Dạ Nhật Quỳnh cố tình chào đạo tràng để chờ thầy kinh mà bây giờ thầy đã vào rồi. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được thầy kinh giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Hà dạ. Nam mô Tham Ma dạ. Nam mô Sân Kha dạ. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Chúng sanh tất cả bốn hàng đều sen trong nước minh quang luôn chờ. Trời lớn mọc đặng nhờ ánh sáng, trổ hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường, chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là Nhơn Kiều Trận Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng trăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Thao A Di Đà đạo tràng đang trang nghiêm thanh tịnh. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cung thỉnh thầy kinh từ bi hoan hỷ đăng đàn để cho đạo tràng được buổi học ngày hôm nay. Dạ Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học chư diệu pháp được an vui tiến hóa. Dạ Nhật Quỳnh kính dâng mít đến thầy ạ. À. Nam mô Bích Thà giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. Dạ, kính lễ chư tôn đức tăng trong rung. Dạ, kính chào quý sư cô, dạ, tăng chào tất cả quý vị. Dạ, nghe rõ ha? Rồi, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta cũng tiếp tục
Thì rồi học lộ tâm tục sinh phải không quý vị? Chúc mà nhờ vị nào lên đọc giùm nha. Giờ chương trình vẫn như cũ, thì chúng ta đọc Pali trước, rồi sau đó đi vào bài học. Trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau đảnh lễ tam bảo tấn tăng. Arahaṃ sammā sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādayami svākkhāto bhagavatā dhammo dhammaṃ namassāmi suppatipanno bhagavato sāvakasangho saṅghaṃ namāmi sammā sambuddhammatulaṃ Sat-sat-tham-ma-ga-nut-tham-ma Api-va-di-ya-pa-sit-sang Api-tham-ma-ta-sang-kang Con xin thành kính đảnh lễ đến toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô Bụt Tha, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Ca. Như vậy, để bắt đầu chương trình, mời cô Nhật Quỳnh post bài lên cùng thỉnh chư tăng cùng tất cả quý vị cùng nhau quan hỷ đọc vi diệu pháp nha. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ, cảm ơn cô Trần Đạo, cảm ơn Thiền Vũ cho biết tín hiệu nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức, con kính đảnh lễ Quý Bảo cô Tu Nữ, con kính chào Thầy Kinh, con kính chào toàn thể Đạo Tràng. Dạ, con cũng xin đọc Pali hôm nay. Đoạn 1. Appana Chawana Wane. Dạ, để con kéo xuống. Con xin đọc lại. Appana Chawana Wane. Bana Vi Phu Ta Vi Phu Ta Phê Đô Nát Thi Ta Tha Ta Đà Lâm Ba Núp Bà Đồ Cha. Trong phương cách diễn tiến của Chawana Appana tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối, cùng thế ấy không có tâm quả đăng ký na cảnh. Tattha hi nhà na sầm ba yut ta ca ma wa cha ra cha wa na nang at thành năng anh nhá ta rắc mình ba ri cầm mu ba cha ra nu lô ma gô tra phù na mê na cha tuất khắc tùng tích khắc tu mê qua qua gia thắc ca mạng ốp ba chích tòa ni rút thề ta đa nàn ta ra mê qua gia thà ra hằng cha tuất thằng bành cha mằng qua chấp bì sa ti ma hát gia ta lô cút ta ra cha qua nề su gia thà phi nì hà ra qua sề na dằng kinh chi cha qua nàng ấp ba na quỳ thi mô ta ra ti ta tô ba rằng ấp ba na quá xà nề pha hoàng ga ba tô quá hồ ti. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám Chawana thuộc dục giới liên hợp với tri kiến khởi sanh theo thứ tự ba hoặc bốn lần như chập tâm chuẩn bị ba rí cam má cận hành ú bá cha rá thuận thứ anu lồ má và chuyển tánh gô ca phu. Tức khắc sau khi những chập tâm này chấm dứt, trong chập thứ tư hay thứ năm, tùy trường hợp bất luận tâm Chawana nào trong 26 loại tâm cao thượng, thiền và siêu thế nhập vào tiến trình thiền tùy hợp theo sự cố gắng thích ứng.
hai ma nô đoà rê quy thế chích tập ba quạch tí na dô tiến hạt tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý môn. Dạ như vậy con đã đọc xong. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài, con kính cảm ơn thầy. Dạ kính cảm ơn đạo tràng. Và bây giờ con nhường mic cho người kế tiếp ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Ký Đức, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính chào thầy Kinh, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc bài đoạn 2. Manut đoa re vi thi chít tap ba wat tina yo. Tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý môn. Manut đoa re pana ya di vi phu ta ma lam ba năng a pa tham a gat chati ta to pa rang va quan ga chalana manut đoa ra quách chana cha wa na wa sa ne ta da ram ma na pa ka ni pa wa tang ti ta to pa rang va wan ga pa to a wi fu te pa na lam ba ne cha wa na wa sa ne va wan ga pa to wa ho ti na thi ta da lam pa nu pa do ti. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát khi chập phá quan gá dao động, ý môn hướng tâm và chá quá ná chấm dứt, sau đó chìm biến vào phá quan gá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào phá quan gá sau khi luồng chá quá ná chấm dứt, mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Quýt thi chít ta ni tì nê wa chít túc tha đa đa xê rí ta quýt tha rê na pa nét thê ca chát ta lì sa quý phà wa dê a ya mét tha pa rít ta cha qua na qua rô. Ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau. Trong tiến trình tâm được dạy, sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm. Ở đây, đây là phương cách diễn tiến của chá quá ná phụ. Áp tha na vi thi chít tắp ba quát ti na yô. Tiến trình tâm an trị. Tha so manap sa sa ha ga ta cha wa na nành ta rằng áp tha na pi so manap sa sa ha ga ta wa pa ti canh khi tap ba upeka sa ha ga ta cha wa na nành ta rằng upeka sa ha ga ta wa tat tha pi kusala cha quá na nành ta rằng kusala cha quá nành chê quá hết thi mạnh cha pha lát ta giam map thể ti kriya cha quá na nành ta rằng kriya cha quá nặng arahat ta pha lành cha áp thể ti. Ở đây tức khắc theo sau một cha quá ná với thọ hỷ, một cha quá ná áp thá nà sát na định với thọ hỷ ắt sẽ khởi phát. Sau một chá quá ná đồng phát sanh với thọ xả, một chá quá ná áp phá nà liên hợp với thọ xả ắt phát sanh. Ở đây cũng vậy, một chá quá ná áp phá nà thiện sẽ nối tiếp theo sau một chá quá ná thiện, và trong trường hợp chứng ngộ xá mà phát tí sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát. Sau một chá quá ná hành sẽ có một chá quá ná hành và quả a la hán nối tiếp. Đoạt tình xa su kha phun nhâm hà đoà đa sô bích kha ca pha răng
Sukhita Kriyato Attacha Sampunti Uvekkhaka. Sau tâm thiện có ban Ti Hề Tu Ca, liên hợp với thọ hỷ, 32 loại tâm khởi phát, 4 thiện sắc, 28 thiện siêu thế. Sau tâm thiện có ba nhân, liên hợp với thọ xà, 12 loại, 1 ngũ thiền sắc, cộng 4 thiền vô sắc, cộng 7 ngũ thiền siêu thế. Sau tâm hành có ba nhân, liên hợp với thọ hỷ, 8 loại, 4 thiền vi tác sắc, cộng 4 thiền A-la-hán quả. Và sau tâm hành có ba nhân, liên hợp với thọ xả, có 6 loại tâm, 1 ngũ thiền sắc, cộng 4 thiền vô sắc, cộng ngũ thiền A-la-hán quả. Putthuccana-na-sikha-nang-ga-ma-pun-nya-ti-he-tu-to ti he tu ka ma kri ya to vi ta ra ga nang áp tha na a ya met tha ma nu đoa re vi thi chi tap ba wa ti na yo. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập, xê khá, tâm quả, áp tha na, phát khởi. Sau tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới, nhưng đối với những vị không còn tham ái là sau tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương thức diễn tiến của tiến trình tâm phát sinh qua ý môn. Dạ, con đã đọc xong, con sai, con xin thầy sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, con kính tâm lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính tâm lễ Sư Trí Đức, Sư Pháp Trang và Quý Chư Tăng, con kính lễ các cô tu nữ, kính chào thầy Kinh, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc đọc bài đoạn 1. Appana chawana wa re pana vi phù ta phê đồ nắp thi ta thà ta đà lầm ta núp ta đồ cha. Trong phương cách diễn tiến của chawana appana, tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối, cùng thế ấy không có tâm quả đăng ký na cảnh. Tát tha hi nhà na sam pa yut ta ca ma wa cha ga cha wa na nang áp thần nang anh nhã ta ga smin ta vi cầm mu pa cha ha nu lo ma go ta phu na me na cha tu khát tình tích khát tu me wa wa ya ta ca mang u pa chi tòa ni rút thề ta đã nằm ta ga me wa ya tha ra hằng chấp tu thần tình cha mạng và chấp bị sati mahagata lo kuta kacha wa me su ya tha phi ni hà ra wa se na yang kinh chi cha wa nang appa na vi thi mô ta gati ta to pa rằng appa na wa sa me pha hoàng ga pa to wa hồ ti. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám cha wa ná thuộc địa giới liên hợp với tri kiến khởi sanh theo thứ tự 3 hoặc 4 lần như chập tâm chuẩn bị parikamma, cận hành upacara, thuận thứ anuloma và chuyển tánh gotrafu. Tức khắc sau khi những chập tâm này chấm dứt, trong chập thứ 4 hay thứ 5, tùy trường hợp bất luận tâm cháo quá ná nào trong 26 loại tâm cao thượng, thiền và siêu thế nhập vào tiến trình thiền, tùy hợp theo sự cố gắng thích ứng. Dạ, con đã đọc xong. Cảm ơn chị Nhật Huỳnh đã post bài. À, xin tri ân thầy Kinh. Dạ, con xin nhường cho vị kế tiếp ạ. À, xin xíu mít. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Con kính chào thầy Kinh. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc đoạn 2. Mano đoà rê vi thi chi tắp ba quát ti na yô. Tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý môn. Ma
Mano đoà rê ba na gia đi quy phụ ta mà làm ba nặng a ba tham a gách cha ti ta tổ ba rằng pha hoàng ga cha la na ma nô đoà ra quách cha na cha wa na wa sa nê ta đà ram ma na pa ca ni ba wa tan ti ta tổ ba rằng pha hoàng ga ba tổ a quy phụ tê ba na làm ba nê cha wa na wa sa ne pha hoàng ga ba to wa ho ti na ti ta da lam ba no ba do ti. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát. Khi chập phá quang gá dao động, ý môn hướng tâm và chá quá ná chấm dứt, sau đó chìm biến vào phá quang gá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào phá quang gá sau khi luồng chá quán ná chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Quýt thi chít tà ni tì nề quá chít tấp bà đà đa sê ri tà quýt thà rê na ba nét thề ca chát tà lì sa quý phà quá dệ. Ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của chá quá ná phụ Appana Vi Thi Chít Tát Ba Quát Ti Na Dồ, tiến trình tâm an chỉ. Tát tha sô ma na sa sa ha ga ta cha wa na nan ta rằng áp ba na bi sô ma na sa sa ha ga ta wa ba ti can khi ta ba u bê kha sa ha ga ta cha wa na nan ta rằng u bê kha sa ha ga ta wa ta tha bi ku sa la cha wa na nan ta rằng ku sa la cha wa nan chê qua hê ti mệnh cha pha la ta gia ma bê ti kri già cha qua na nành ta rằng kri già cha qua nàng a ra ha ta pha lành cha áp bê ti. Ở đây tức khắc theo sau một chá quá ná với thọ hỷ, một chá quá ná ấp bá na sát na định với thọ hỷ ắt sẽ khởi phát. Sau một chá quá ná đồng phát sanh với thọ xả, một chá quá ná ấp bá na liên hợp với thọ xả ắt phát sanh. Ở đây cũng vậy, một chá quá ná ấp bá na thiện sẽ nối tiếp theo sau một chá quá ná thiện. Và trong trường hợp chứng ngộ, xá ma bát thi sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn. Khởi phát, sau một chá quá ná hành sẽ có một chá quá ná hành và quả A-la-hán nối tiếp. Đoát tình sa su kha bùn nhàm hà đòa đa sổ bách kha cà ba rằng su khi ta kriya tổ a tha cha sàm phồn ti u bách kha cà. Sau tâm thiện có ba nhân ti hề túc á liên hợp với thọ hỷ, 32 loại tâm khởi phát, 4 thiện sắc cộng 28 thiện siêu thế. Sau tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xả, 12 loại, 1 ngũ thiện sắc, 4 thiền vô sắc, 7 ngũ thiền siêu thế. Sau tâm hành có 3 nhân liên hợp với thọ thỉ, liên hợp với thọ hỷ, 8 loại, 4 thiền duy tác sắc cộng 4 thiền a la hán quả. Và sau tâm hành có 3 nhân liên hợp với thọ xả có 6 loại, 1 ngũ thiền sắc, 4 thiền vô sắc cộng 1 ngũ thiền a la hán quả. Bu thu cha na na sách khả năng cam cà ma buồn nhà ti hệ tu tổ ti hệ tu cà ma kriya tổ quy ta ra gà năng áp ba na ayame tha ma no đoà rê quy thi chi tap ba quát ti na yo. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập xề khắc, tâm quả ấp bá na phát khởi. Sau tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới,
Nhưng đối với những vị không còn tham ái là sau tâm hành thuộc dục giới, đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Dạ, con đã đọc bài xong. Dạ, con kính tri ân thầy. Kính cảm ơn chị Nhật Huỳnh đã bốt bài. Kính cảm ơn đạo tràng. Con xin xuống mic. Thân mời niệm từ ạ. Cảm ơn sư Kim Dung và Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Con kính linh lệ sư Trí Đức, con kính linh lệ sư Pháp Trang, con kính lệ quý bà quý cô tu nữ trong đạo tràng. Con kính chào thầy Kinh và con kính chào đạo tràng. Và bây giờ con xin đọc bài học hôm nay. Và cảm ơn sư Nhật Quỳnh đã post bài đoạn 1. Bana cha wana ware bana vi phù ta vi phù tắc về đồ na thi ta thà ba đà làm ban đức bà đồ cha. Trong phương cách diễn tiến của cha wana appana, tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối. Cùng thế ấy không có tâm quả đăng ký na cảnh. Tát tha hi nhà na sam ba yut ta ka ma wa cha ra cha wa na nang at than nang an nhã ta ris min ba ki cầm mu ba cha ra nu lô ma lô ma go tra phù Na mê na chát tu khách tùm tít khách tu mê hoa hoa gia thà gia thắc ca măng út bắc chi trò ni ru thề ta đa nành ta đa ta ra mê hoa gia thà ra hằng. Chát tu thằng bành cha măng hoa Vì sa ti ma lhak ga ta lo kut ta ra cha wa me su ya tha phi ni ha ra wa se na yang kinh chi cha wa nang ap pa ni na vi thi mo ta ra ti ta to pa rang ap pa na wa sa ne pha wang ga ba to wa ho ti. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tâm Chawanas thuộc dục giới liên hợp với tri kiến khởi sanh theo thứ tự 3 hoặc 4 lần như chập tâm, chuẩn bị, Parikamma, cận hành, Upachara, thuận thủ, Anuloma và chuyển tánh, Gotrafu. Tức khắc, sau khi những chập tâm này chấm dứt, trong chập thứ tư hay thứ năm, tùy trường hợp bất luận tâm cháo quá ná nào trong 26 loại tâm cao thượng thiền và siêu thế nhằm tiến trình thiền tùy hợp theo sự cố gắng thích ứng. Mano đồ rê quý thị chi tắp ba quách ti na dồ, tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý môn. Mano đồ rê ba na ya đi quý phù ta ma lâm ba năng a ba thăng a gắt cha ti ta tô ba răng pha hoàng gá cha la na ma nô đồ ra quắc cha na cha wa na wa sa nê ta đà rằm ma na ba ca ni ba quắc tành ti ta tô ba răng ba hoàng ga bà tổ a quý phù tề ba na làm ba nề cha wa na wa sa nề ba hoàng ga bà tổ wa hồ tí na thi ta đà làm ba đức bà đồ tí. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát.
Khi chập cháu quá ná dao động, ý môn hướng tâm và cháu quá ná chấm dứt, sau đó chìm biến vào cháu quán gá. Trong trường hợp một đối tượng, tôi có sự chìm biến vào phá quán gá sau khi luồng cháu quán ná chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Vithi chitta ni tine quá chích tức bà đà đa sê ri tà vi thà rê ná bá nít thề ca chất ta lì xá quý bà dạ qua dề a dạ mít thá bá ri tá chá quá ná hòa rồ. Ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của cháu quá ná phụ Appana Vithichittapavattina Yo, tiến trình tâm an chỉ. Dạ, dạ con đã đọc bài xong, con có sai mong thầy kinh sửa lại giùm con ạ. Dạ con cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Bây giờ xin mời bàn tay của Trần Đạo, sư Trần Đạo Nam Mô Bích Trà. Dạ dạ Nam Mô Bố Thầy Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sang Khà Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tổ Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào Thầy Kinh, kính chào quý anh chị ông Đạo Tràng. Con xin đọc đoạn 2 ạ. Tát Thá Sơ Má Ná Sát Há Sá Há Gá Tá Chá Quá Nà Nàng Tá Rằng Ấp Bá Nà Bồ Má Ná Sá Há Gá tà quá bá tí cần khí tắp bà u bê khà sa há gá tá chá quá nà nằng ta rằng u bê khà sa há gá tà quá ta thà bí cú sa lá chá quá nà nằng ta rằng cú sa lá chá quá nằng chề quá hề thí mằng chá phá lách tá giá mấp bề tí khí già chá hòa ná nằng ta rằng khí già chá hòa nằng á ra hắc tá pha lằng chá ấp bề tí. Ở đây tức khắc theo sau một chá hòa ná với thọ hỷ, một chá hòa ná ấp ba na sát na định với thọ hỷ ắt sẽ khởi phát. Sau một chá quá ná đồng phát sanh với thọ xã, một chá quá ná ấp ba na liên hợp với thọ xã ắt phát sanh. Ở đây cũng vậy, một chá quá ná ấp ba na thiện sẽ nói tiếp theo sau một chá quá ná thiện và trong trường hợp kiến ngộ. Samma bát tí sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát. Sau một cháu quá ná hành sẽ có một cháu quá ná hành và quả a la hán nói tiếp. Đắp tìm xá su khá bùn nằng hà đò đá sô bếch khá cà ba rằng su khí tá khí giá tô á thá chá sầm bồn tí u bếch khá cà. Sao tâm thiện có ba nhân: tí hê tú cá liên hợp với thọ hỷ, 32 loại tâm khởi phát, 4 thiện sắc cộng 2 thiện siêu thế. Sao tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xã, 12 loại: một ngũ thiện sắc cộng 4 thiện vô sắc, 7 ngũ thiện siêu thế. Sao tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ hỷ, 8 loại: 8 thiền di tác sắc, 4 thiền a la hán quả. Và sao tâm hành có 3 nhân liên hợp với thọ xã, có 6 loại tâm: 1 ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng ngũ thiền a la hán quả. Bút thút chá na xá xê kha năng
ca ma bun nha ti hê tu tô ti hê tu ca ma kri ya tô vi ta ra ga măng ấp pa na vì thi chích tấp báo quát tí na vô. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập, xê khá tâm quả ấp pa na phát khởi. Sao tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới, nhưng đối với những vị không còn tham ái, và sao tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Dạ, cảm ơn chị Nhật Quỳnh đã bớt bài ạ. Con xin gửi hết này cho đạo tràng ạ. Dạ, con xin kính lãnh lễ sư Trí Đức, con xin kính lãnh lễ sư Pháp Trang. Kính thưa Thầy, kính chào tất cả anh chị em trong đạo tràng, con xin được đọc bài. Đoạn 1. Appana chavana và re pana vi phù và vi phù tắc bệ ta hề đồ na thi ta đà ta thà ta đà làm ba nấp bà đồ chá. Trong phương cách diễn tiến của Chavana Appana, tuyệt đối an trụ không có sự phân biệt giữa sáng và tối, cùng thế ấy không có tâm quả đăng ký na cảnh. Trong phương cách diễn tiến của Chavana Appana tuyệt ta ta hi na nhà na sam ba yut ta ka ma va cha ra Chavana nan athana an nya ta ras min Parikam Mubhachara Nuloma Gotrafu Name Natchatut Khatung Tikkat Tume Vahva Yathak Kamang Uvek Ubachitva Nirudde Tadanan Tarame Vahyatharanahang Chattut Thang Bành cha mạnh và chấp phì sa ti ma hát gá tác lô cút ta rát cha va nề su giá thà bình ni hà ra vã xề na dặn kình chi cha va nặng áp ba nà vị thi mô ta ra ti ta tô ba rằng áp ba nà quá xa nề bao quanh gáp bà tô quá hồ tí. Con xin lỗi, con đọc lộn. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám cháu bá ná thuộc dục giới liên hợp với tri kiến khởi sanh theo thứ tự ba hoặc bốn lần như chập tâm chuẩn bị, bá rí cầm má cận hành, ú quá trà rá thuận thứ, ô nú lô má và chuyển tánh vô trá phu. Tức khác sau khi những chập tâm này chấm dứt trong chập thứ tư hay thứ năm, tùy trường hợp bất luận tâm chá vá ná nào trong 26 loại tâm cao thượng thiền và siêu thế nhập vào tiến trình thiền, tùy học theo sự cố thích ứng. Mano đòa rè vi tí chít tắp bá vát tí ná vô, tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý môn. Ma nô đòa rê bá ná giá đi vì bù tá mà làm bánh nàng à bà thằng à gát cha tí ta tổ bá rằng bá vành gá cha la ná ma nô đòa ra vét cha ná cha vá nà vá xà nê ta đà ram ma na ba ca ni pa va tan ti ta to ba rằng ba van ga ba to
a vi bồ tề ba na lâm ba nề cha ba na va sa nề ba văn ga pa to wa hồ ti na ti ta đà lâm ba núp ba đồ ti. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng lối này, tâm quả đăng ký khởi phát. Khi chập báo phát, báo văn gá dao động, ý môn hướng tâm và chá vá ná chấm dứt, sau đó chìm biến vào phá gan gá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào báo văn gá, sau khi luồng chá vá ná chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh, Vittichitta ni tine quá chittupada daserita vitharena bane te kachatta chi quá vipha quá về ayametta parita chavana varo. Bá phương, ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiếng trình tâm được dạy sẽ được giải thích tràn và chi tiết. Có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của chá vá ná phụ appana vittichitta bhavati na yo, tiến trình tâm an chỉ. Dạ con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư, kính tri ân thầy, kính cảm ơn Châu Nguyễn đã post bài. Con xin xuống mít, xin nhờ quý vị kết. Nam mô Bụt Tha Giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ Nhật Quỳnh thấy có Châu Nguyễn vào rồi mà không có vị nào đưa bàn tay. Dạ Nhật Quỳnh xin phép đọc bài. Sau đó thì Nhật Quỳnh kính mời Châu Nguyễn một bài. Dạ. Cảm ơn Châu Nguyễn, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Tát Tha Sơ Mát Nát. Dạ, con xin đọc đoạn 2 ạ. Tathaso manasasaha gatachakwana nantarang appana viso manasasaha gatavabhatikan hitabha ubekha sahagatachakwana nantarang ubekha sahagatavatatha Bikusala chawana nan tarang kusala vachanan che vahat thi man chapat lataya map bề tí trì già chawana nan tarang trì già chawana arahat tap arahat tapalan chap bề tí. Ở đây tức khắc theo một chá quá ná với thọ hỷ, một chá quá ná ấp ba na sa na định với thọ hỷ ắt sẽ khởi sanh. Sau một chá quá ná đồng phát sanh với thọ xả, một chá quá ná ấp ba na liên hợp với thọ xả ắt phát sanh. Ở đây cũng vậy, một chá quá ná ấp ba na thiện sẽ nối tiếp theo sau một chá quá ná thiện. Và trong trường hợp chứng ngộ Samabatti sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát. Sau một chá quá ná hành sẽ có một chá quá ná hành ba quả A-la-hán nối tiếp. Đạt tình mắt cúc khá buồn nhằn hà đò đa sợ phát khắc ca ba răng su khí tạ kỳ gia tờ át thách chất sầm phần tiếp ấp bát khắc ca. Sau tâm thiện có ba nhân ti hê tu cá liên hợp với thọ hỷ 32 loại tâm khởi phát bốn thiện sắc 28 siêu thế. Sau tâm thiện có ba nhân
sao tâm thiền có ba nhân liên hợp với thọ xả 12 loại. Một, ngũ thiền sắc cộng bốn thiền vô sắc cộng bảy ngũ thiền siêu thế. Sao tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ hỷ 8 loại. Bốn thiền di tác sắc, bốn thiền a la hán quả. Và sao tâm hành có ba nhân liên hiệp với thọ xả có 6 loại tâm. Một, ngũ thiền sắc cộng bốn thiền vô sắc cộng thiền a la hán quả. Bhutut chana na set kha năng ka ma buồn nhà ti hệ tu tàu ti tề tu ca ma di ma tri giác tàu vitara ga năng áp ba na ajamet tham ma nô nô đòa rê vi ti chích tắc ba quát ti danh nô chi dây. Dạ, con xin đọc lại. Chích tắc ba quát ti na dơ đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập. Sê khá tâm quả áp ba na phát khởi sao tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới. Nhưng đối với những vị không còn tham ái là sao tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương cách diễn biến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Nam mô Bích Tha Giá Dạ. Đoạn 2 đã chấm hết. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, kính tri ân thầy kinh, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, bây giờ Nhật Quỳnh kính mời cho Nguyễn hoặc vị nào có thể đưa bàn tay của mình lên. Dạ, mời cho Nguyễn. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn à, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính lễ chư Tôn Đức Tăng, con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin phép được đọc bài, con cảm ơn cô Nhật Huỳnh à, con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết tín hiệu. Đoạn 1. Appana Chawana Vare Bana Vifu Ta quý phù ta phê đồ nát thí ta thà ta đà làm bá núp bà đồ chá. Trong phương cách diễn tiến của trá quá ná appana tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối, cùng thế ấy không có tâm quả đăng ký na cảnh. Ta thá hi nhà na sầm bá yút tá cà mà quá chá ra trá quá nà nàn Atthanang anyatarasmin parikam mupacara nulo mago trafu name nachatokhatum tikhatume wawayathakamang upachitva niruthe tadanan tarame wayatharahang chatutthang panchamang và chấp bị sati mahat gata lo kutara chawane suyatha phi ni hà ra wa se na yang kim chi chawana appana vi thi mu tarati tato parang appana wasane pha wan gaba to wa hu ti. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám Chawanas thuộc dục giới liên hợp với tri kiến khởi sanh theo thứ tự 3 hoặc 4 lần như chập tâm chuẩn bị, parikamma, cần hành, upachara, thuần thứ, anuloma và chuyển tánh, gotrafu. Tức khắc, sau khi những chập tâm này chấm dứt, trong chập thứ 4 hay thứ 5, tùy trường hợp, bất luận tâm Chawana nào trong 26 loại tâm cao thượng, thiền, và siêu thế nhập vào tiến trình thiền tùy hợp theo sự cố gắng thích ứng. Mano đòa rề quỳ thí chít tắp báo quá tí ná dù. Tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý môn. Mano đòa rề bá ná giá đi quý phù ta mà lầm bá năng à bà thầm à gác trá tí ta tổ bá ràng phá hoành gá chá la ná mano đòa ra Vachana Chawana Vasane Tadaram Manapaka Nipawattanti Tato Parang Phawan Gabato
A quý phụ tề ba nà lầm ba nề cha quá nà quá xà nề phá hoành gá bà tô quá hồ tí nát thí tá đà lầm ba núp bà đồ tí. Trong ý môn, khi một đội thượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát, chi chập phá quăng gá dao động, ý môn hướng tâm và trá quá ná chấm dứt, sau đó chìm biến vào phá quăng gá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào phá quăng gá, sau khi luồng trá quá ná chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Quýt thi chít tà ní tì nề quá chít túc bà đà đá xê rí tà. Quýt thà rệ nà bà nét thề, cá chát tà lì xa quý phà quá dề. Á giá mét thà bà rít tà chá quá ná quà rô. Ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của trá quá ná phụ. Appana, vị thí chít ta bao quát tí ná dù, tiến trình tâm an chỉ. Dạ thưa, con đã đọc xong ạ. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. Dạ con kính cảm ơn đạo tràng, con kính cảm ơn thầy. Con xin phép được xuống mic ạ. Dạ con kính dâng mic lại cho huynh Giang Nhật Hà. Dạ để con post bài nha cô Nhật Huỳnh. Dạ xa thú ạ. Dạ Nam Mô Bụt Thà Dạ Nam Mô Thầm Mà Dạ Nam Mô Sang Khà Dạ. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Trang, quý sư, quý cô tu nữ. Con kính chào thầy Kiên cùng toàn thể đạo tràng. Dạ con xin phép được đọc bài. Dạ đoạn 2. Tách thá Sô manat sasahagata chawana nan ta rằng Appana biso manat sasahagata wabba tikan khi tắp bà Ubekha sahagata chawana nan ta rằng Ubekha sahagata wa tattha bikusala chawana nan ta rằng kusala chawana che wa hetthi man chafalat tayamabbe ti kriya chawana nan ta rằng kriya chawana arahatafalan cha abbe ti. Ở đây tức khắc sơ sâu một cha quá ná với thọ hỷ, một cha quá ná appana sắc na định với thọ hỷ ắt sẽ khởi phát, sau một cha quá ná đồng phát sanh với thọ xả, một cha quá ná appana liên hợp với thọ xả ắt phát sanh. Ở đây cũng vậy, một cha quá ná appana thiện sẽ nối tiếp sau một cha quá ná thiện, và trong trường hợp chứng ngộ samabatti sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát. Sau một cha quá ná hành sẽ có một cha quá ná hành và quả a la hán nối tiếp. Quát tìm ta xúc khá bùn nhầm hà đòa đá sồ bét khá cà ba rằng sukhita kridayo sukhita kriyato át tha chát sầm phồn tí u bét khá cà. Sau tâm thiện có ba nhân tí hề tú cá liên hợp với thọ hỷ, 32 loại tâm khởi phát, 4 thiện sắc cộng 28 thiện siêu thế. Sau tâm thiện có 3 nhân liên hợp với thọ xả, 12 loại, 1 ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng 7 ngũ thiền siêu thế. Sau tâm hành có 3 nhân liên hợp với thọ hỷ, 8 loại, 4 thiền duy tác sắc cộng 4 thiền A-la-hán quả. Và sau tâm hành có 3 nhân liên hợp với thọ xả, có 6 loại tâm, 1 ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng ngũ thiền a la hán quả. Bút thúc cha na na sét kha năng ca ma bùn nhà ti hề tu tổ ti hề tu ca ma kri gia tổ quy ta ra ga năng áp pa na a ya met tha ma no đoa re vi thi chít tấp pa wat ti na yo. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập xê khá, tâm quả áp pa na phát khởi sau tâm thiện có năng thuộc dục giới, nhưng đối với những vị không còn tham ái là sau tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Dạ con đã đọc bài xong, cảm ơn Châu Nguyễn đã post bài. Dạ con xin mời vị kế tiếp ạ.
Dạ sa thú, kính cảm ơn Minh Giang Nhất Hà. Mình chào Hà, Hà ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không Hà? Dạ, cảm ơn đạo tràng. Nếu Hà nghe được âm thanh của Nhật Quỳnh và có đọc bài cho một tín hiệu, Nhật Quỳnh xin nhường mất ạ. Dạ, kính cảm ơn chị Minh Ta, kính cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu và mời Xích Hà ngang. Bữa nay nghe thôi hả, miễn hả? Dạ, Nam Mô Bích Tha giá. Dạ. Dạ, thưa thầy, như vậy là không có vị nào đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên nữa. Dạ, Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo ca tràng kính thỉnh thầy đăng đàn để học buổi học ngày hôm nay, thưa thầy. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời thầy ạ. Sao thôi. Mời một vị lên đọc cái bài từng rồi nha. Có ai tình nguyện xin giơ tay đọc cái bài từng rồi. Chậm chậm thôi nha, chậm để theo dõi lại. Ai tình nguyện đi. Cho em ru ta. Rồi mời cô Nhung. Alo ạ. Dạ con thưa thầy. Dạ con xin đọc bài ngày 26 tháng 3 năm 21 ạ. Lộ tâm tục sinh. Pati sằng thi quỳ nhà na quỳ thi. Đây là lộ tâm nối tiếp sau lộ tử, là lộ tâm tục sinh, không có sự gián đoạn ở giai đoạn tử và tục sinh, không có thân chung ấm. Pati sằng thi là nối liền, nối tiếp từ kiếp sống cũ sang kiếp sống mới. Lộ tâm tử tục sinh 14 hộ kiếp, rúng động, dứt dòng, khai ý, bảy trá quá ná, hai na cảnh, rồi hộ kiếp. Ghi chú, 14 hộ kiếp sau tâm tục sinh cần phải có 14 hộ kiếp để tăng cường sự vững chắc cho danh pháp và sắc ý vật đủ mạnh. Do tâm mới tục sinh còn quá non, sắc ý vật mới sinh chưa đủ già mạnh, đây là quy luật. Bảy trá quá ná là động lực tham, có sách cho rằng phải là tham thọ hỷ, do vì hoan hỷ với kiếp sống mới, cho dù là Bồ Tát chánh đẳng giác tái sinh ở kiếp chót, thì động lực này cũng phải là tham vì nó chịu ảnh hưởng từ tâm tục sinh. Tâm tục sinh bị thúc đẩy bởi vô minh tùy miên và ái tùy miên, do bị ảnh hưởng bởi đời sống quá khứ. Na cảnh, lộ tâm tục sinh trong cõi dục giới đều phải có na cảnh vì A. Dư hưởng của sự tham ái với cảnh dục mạnh. B. Cảnh của lộ tục sinh phải là cảnh rõ, rất rõ. C. Cảnh không rõ thì không sanh động lực. Sự chuyển kiếp. Một. Cảnh vui sanh về cảnh khổ, có ở bảy cõi vui dục giới. Cảnh của Phạm Thiên sắc giới, vô sắc giới. Khi tử thì về cõi vui dục giới, không về cảnh khổ. Tạo ác nghiệp khi lâm chung, ác nghiệp hay hiện tướng đó hiện bày qua ý môn, lộ tâm, khai ý, bảy trá quá ná, hai na cảnh, tử, tục sinh. Tử tâm và tâm tục sinh có cảnh thuộc quá khứ, cảnh thú tướng qua ý môn, tử và tục sinh nhận cảnh hiện tại trong lộ cận tử, ví dụ như lửa địa ngục, ngạ quỷ hiện lên lúc cận tử. Nghiệp tướng qua năm môn, tử và tục sinh là cảnh hiện tại ở lộ cận tử. Ví dụ, thế cảnh địa ngục, cảnh do nghiệp tướng, con dao, đồ dùng sát sanh. Cảnh hiện vào một trong năm môn, trải qua 16 sát na, tâm của lộ cận tử, cảnh ấy còn tuổi thọ một sát na tâm. Tâm tái tục sanh lên, nhận lấy cảnh khổ, nghiệp tướng này. Ví dụ cảnh sắc qua 16 sát na,
là vừa qua rúng động, dứt dòng, khai ngũ, ngũ song thức, tiếp thâu, quan sát, xác định, năm trá quá ná, hai na cảnh, tử tâm và tử. Như vậy là tròn đủ 17 sát na. Cũng trong trường hợp này, nếu có sen hộ kiếp rồi tử, thì tử cảnh hiện tại, tục sanh cảnh quá khứ vì đủ 17 sát na. 2. Cảnh khổ sanh qua cảnh khổ. Từ cảnh khổ này sanh sang cảnh khổ khác do nghiệp quá nặng, tích lũy quá nhiều ác nghiệp. Ví dụ như từ địa ngục sanh qua ngạ quỷ sanh qua thú, vân vân. Nếu là cảnh nghiệp tướng xuất hiện ở ý môn trong thời cận tử, chúng sinh này tử ở cảnh quá khứ và tục sinh cũng ở cảnh quá khứ. Nếu cảnh thú tướng xuất hiện ở ý môn của lộ cận tử thì sẽ là từ cảnh hiện tại, tục sinh cảnh hiện tại. Nếu cảnh nghiệp tướng xuất hiện ở một trong năm môn của lộ cận tử thì từ cảnh hiện tại, tục sinh cảnh hiện tại, hay từ cảnh hiện tại, tục sinh cảnh quá khứ, nếu đồng diệt với tâm tử khi đủ 17 sát na tâm. Thú tướng là cảnh giới của cảnh tái sanh vô, nghiệp tướng là thấy cảnh mình làm hàng ngày, hình tướng của nghiệp mình làm như thiện, bất thiện, nghiệp là nghiệp hiện lên. Dạ, đó là nội dung của bài ngày hôm trước ạ. Dạ, con đã đọc xong. Con kính tri ân thầy. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn đã bớt bài. Kính cảm ơn đạo tràng. Con xin xuống mic ạ. Rồi, xa thứ, à, cảm ơn cô Nhung. À, biết quý vị nghe đọc lại có nắm được có nắm được cái hiểu ý bài này không? Hello. Khó bài này cũng khó hả quý vị? Khó hiểu. Trời ơi, cứ thông qua từ từ, mới coi lại nhiều nữa. Rồi, hiểu không? Ok, xa thứ. Rồi, bây giờ mình đi tiếp là nữa là cảnh vui về cảnh khổ rồi ha, rồi cảnh gì quên rồi, vui cảnh khổ, rồi cảnh khổ sang cảnh khổ, rồi giờ mình đọc tới số 3 là cảnh khổ sang cảnh vui, số 3 cảnh khổ sang cảnh vui, đọc mai mốt tử hiểu hả, tử lấy gì hiểu, tử sao giảng đồn không hiểu gì nữa hiểu. Giờ còn tỉnh táo rồi chưa hiểu được, tử lấy gì hiểu. Cảnh khổ sanh sang cảnh vui, à, là làm cái đề tài tiếp theo là một chúng sanh từ cảnh khổ mà nó sau khi tử sanh về cảnh vui. Rồi mình sẽ dòng ghi đang ở khổ cảnh, đang ở khổ cảnh tạo nghiệp thiện, phải đang ở khổ cảnh tạo nghiệp thiện, phải. Khi lâm chung, khi lâm chung, khi lâm chung, cảnh nghiệp, phải nghiệp tướng hay thú tướng, cảnh nghiệp, nghiệp tướng hay thú tướng thuộc thiện, thuộc thiện, làm thành cảnh cho lộ cận tử, làm thành cảnh cho lộ cận tử với động lực thiện dục giới. Với động lực thiện dục giới. Rồi, đó là cái phần của cảnh khổ sanh sang cảnh vui được trình bày ha. Với động lực thiện dục giới. Rồi, bây giờ đây chúng ta nói về cái này ha. Tức là khi mà một chúng sanh ở cõi khổ,
đang ở cõi khổ, chẳng hạn như là ở cõi thú đi, à, như những loài thú như chó, à, những cái loài thú này kia nọ, hoặc là những chúng sanh trong cõi khổ, à, khi nó làm những cái thiện nghiệp, à, chẳng hạn như những loài chó nó cũng có thể giúp người này giúp kia, nó cũng có tạo thiện nghiệp, hoặc là giờ phút lâm chung nó nhớ lại những cái thiện nghiệp, à, những cái thiện nghiệp nào nó đã làm trong quá khứ, à, thì đang trong cái khổ cảnh đó, thì cái tạo thiện nghiệp, thì khi cái giờ phút lâm chung á, tới giờ phút cuối cùng á, là trước khi tử á, thì cái cảnh nghiệp, tức là những cái nghiệp nào nó đã làm, bây giờ nó hiện lên, hiện bài lên, nó làm thành cảnh cho cái tâm cần tử lúc đó, à, là một. À, nếu mà không phải là cảnh nghiệp á, thì là nghiệp tướng, tức là những cái hình tướng của cái nghiệp nó đã làm, chẳng hạn là một cái việc thiện gì đó, thì cái hình tướng nó phát sinh lên, nó làm cảnh cho cái tâm lúc đó, à, thì được gọi là nghiệp tướng. Rồi cái thứ ba là thú tướng, tức là cảnh giới sẽ tái sanh vào, à, thì nếu mà một trong ba cái này nó hiện khởi giờ phút chót mà thuộc về thiện nghiệp á, à, tức là những cái việc thuộc về những cái thiện mà nó đã làm trong cái đời sống á, à, nó hiện lên trong giờ phút cuối cùng, à, cái giờ phút lâm chung này rất là quan trọng này. Thì tới giờ phút cuối cùng nó hiện lên cái thiện nghiệp đó, cái thiện nghiệp đó làm thành cảnh, tức là nó làm thành cái đối tượng, cái cảnh, cái đối tượng giống như mình nhìn một cái cảnh nào đó, thì cái đó là cái thành cái cảnh đó cho cái lộ cận tử, à, tức là giờ phút cuối cùng nghiệp hoặc là nghiệp tướng hoặc là thú tướng nó thuộc về thiện pháp, nó làm thành cảnh cho lộ cuối cùng của nó, tức là lộ cận tử sắp chấm dứt đời sống. Thì khi nó làm cảnh cho cái lộ cận tử đó thì cái động lực đó phải là thiện dục giới, bởi vì cái này là thiện nghiệp, nó phải là thiện dục giới. Tại sao không có thiện sắc giới, không có thiện vô sắc giới? Bởi vì thú thì không thể nào có cái sự tu chứng về thiền định được, cho nên dục giới sắc giới không có, ấy sắc giới vô giới là không có trong cái này, à, cho nên chỉ có được cái động lực thiện thuộc về dục giới, à, nó phát sanh lúc đó. Thì khi động lực thiện dục giới phát sanh lộ cận tử thì khi tử tục sinh lại là tâm quả tục sinh thuộc về quả thiện, à, thuộc về quả thiện là một trong chín quả thiện dục giới, tức là 8, 10, 8 tâm quả dục giới bình hảo, tức là hai cái tâm, một cái tâm quả là chính, sorry. Một cái tâm quả thiện vô nhân là chính. À, thì nó một trong chín cái động lực thiện dục giới nó phát sanh thì nó sẽ cho tục sinh và những cái tâm quả đó. Thì như vậy dù ở cảnh khổ nhưng mà nếu mà cái thiện nghiệp giờ phút chót nó sanh khởi thì chúng sanh nó vẫn có thể được sanh trở lại làm người hoặc là làm những vị trời, à, vẫn có thể có khả năng đó. Nhưng mà trong trường hợp này cái tu viện nó thật sự rất khó, rất là khó, bởi vì chúng sanh ở cõi khổ đó, nhất là những cái cõi ngạ quỷ, Atula, địa ngục, khó lắm, khó mà khởi được cái ý tưởng là để mà làm thiện, thiện gì đó. Chẳng qua là do thường cận nghi duyên trong cái đời sống quá khứ nào đó họ nó từng làm gì đó, thì giờ trong lúc đó họ nhớ là cái việc thiện, họ quan hỷ với việc thiện đó, họ tử ngay lúc đó. Thì cái đó nó giống như là mình trúng lô tô, trúng số lô đất, trúng tỷ phú Mỹ. Thì cái cảnh này, cái vấn đề này nó rất là hiếm, khó mà làm gì được, giống như là thú mà được sanh là làm người là cả một vấn đề chứ nó khó. Là ngay cả bây giờ chúng ta là người, và bây giờ mình chết và để sanh được lại làm người là cũng là cả một vấn đề hy hữu chứ không phải là chuyện dễ. Mà điều này Đức Phật đã xác minh cho mình thấy rõ điều đó, là không, tức là giống như con rùa mù á, quý vị đã từng biết cái câu chuyện con rùa mù á. Thì con rùa nó đã rùa mà bị mù rồi, à, rùa mù mà ở trên biển mênh mông bao la có một miếng dáng gỗ, một cái dáng mục, gỗ dáng đó nó có cái lỗ là nó trôi dạt trên biển, nó trôi từ biển Đông qua biển Tây, biển Tây qua biển Nam, biển Bắc, nó trôi vòng vòng nha. Thì 100 năm con rùa mù nó trồi lên mặt biển một lần, à, khi nó trồi lên những cái đầu nó chui lọt vô cái lỗ đó thì coi như được tục sinh làm người một lần, à, thì mình thấy là nói cái ví dụ cái chuyện con rùa mù, mình thấy là phải sanh làm người quá thật khó thiệt, rất là khó, bởi vì sanh làm người là phải là phước báo rồi cũng dữ dằn lắm mới sanh được làm người, bởi vì được hưởng được những cái phước báo mà của nhân sinh, mà nhân sinh rất là nhiều cái phước báo, à, thành ra cho nên muốn được sanh làm người là cả một cái vấn đề, chứ đừng nói gì là từ cái cảnh khổ mà sanh lên cảnh vui, à, nó rất là khó, à, chuyện hy hữu
Nhưng mà vẫn có những trường hợp thì vẫn có xảy ra là những chuyện hy hữu, nhưng mà không phải có nghĩa là hoàn toàn tuyệt đối là không có, vẫn có. Có nhiều cái sự tích, nhưng mà thấy cũng có nhiều chúng sanh đã khỏi khổ được sanh lên cõi trời, sanh lên người, vẫn có như thường. Còn ở trên đi xuống là chuyện nó quá dễ. Từ cõi trời sanh xuống địa ngục này cái chuyện dễ quá. Mỗi người mà đi địa ngục xuất sanh ngạ quỷ thì nó quá dễ. Làm ác mà này kia là nó đi thẳng tới không ha. Giống như mình có được cái passport mà vé máy bay miễn phí là đi đi tới luôn. Đó là nói cho chúng ta thấy về cái cảnh khổ mà sanh sang cảnh vui rất là khó. Cho nên bây giờ mình là con người, nghĩa là mình đang ở một cảnh vui, thì bây giờ chúng ta phải gọi như giống như là mình phải thừa thắng xông lên, mình tự tận tạo những cơ hội ngay lúc này. Mình đang là người, mình đã có được nhiều cái thiện phước, mình vừa là người, mình biết được Phật pháp nữa, coi như là mình được nhiều cái điểm lợi hơn nhiều chúng sanh khác, nhiều những con người khác. Nhiều người người ta không có biết, tối ngày nó sống mà lo ham vật chất, lo tranh giành đấu đá, giật quyền lực đủ thứ, người ta không có phước để mà gặp được cái chánh pháp, để mà họ hướng tâm để làm thiện. Cho nên mình được cái may mắn là mình biết được, thật ra quý vị cố gắng tạo dựng cái cơ đồ sự nghiệp của mình ngay từ bây giờ, đừng để tới giờ phút lâm chung thì không kịp đâu quý vị. Giờ đó mà có tụng cái gì cũng vậy thôi. Tại vì nó tính theo cái lộ trình tâm mình cuối cùng và nó quyết định cái đời sống tương lai của mình. Nhưng bây giờ tụng cũng thua rồi. Đó là cái vấn đề cảnh khổ và sanh cảnh vui. Cho nên chúng ta phải nhất quyết là phải giờ kể từ khi mà học tới cái bài này mình thấy thì chúng ta hãy cố gắng mình phát tâm, mình khởi tác ý, mình phát tâm, mình cố gắng là làm việc thiện, lúc nào làm được là cứ làm, cố gắng làm. Thì dụ như giờ giúp được ai được thì cứ giúp, làm phước được thì cứ làm phước, hành thiền được gì phút nào cứ việc làm, đi đứng nằm ngồi ngủ nghỉ vậy đó, mình có cố gắng được chút nào hay chút đó. Bởi vì nếu mà chúng ta không làm được như vậy thì cái cảnh vui mà nó sanh qua cảnh khổ thì nó rất là dễ dàng ha, còn cảnh vui mà sanh cảnh vui cũng rất là khó. Đó là như vậy. Rồi, đó là tới cái bài này nhắc nhở cho ta biết ha. Lối thì vui vô cái chỗ khác. Cảnh khổ sanh ra cảnh vui ha, mà số 3. Rồi bây giờ học tới số 4, cảnh vui sanh sang cảnh vui. Cảnh vui sanh cảnh vui. Cảnh vui sanh cảnh vui. Đó, số 4. Thì đây là chủ đề nói cho chúng ta biết là từ cảnh vui nè để mà sanh sang cảnh vui khác. Là cảnh vui sanh sang cảnh vui. Rồi xuống dòng có hai loại thiện nghiệp. Hai chấm. Có hai loại thiện nghiệp. Hai chấm. Giới và đáo đại. Dục giới và đáo đại. Dục giới và đáo đại. Xuống dòng. Dục giới có ba cảnh. Hai chấm. Dục giới có ba cảnh. Hai chấm. Nghiệp, nghiệp tướng, thú tướng. Nghiệp tướng, thú tướng. Rồi, xin dòng đáo đại chỉ có một cảnh. Hai chấm là nghiệp tướng thời cận tử mà thôi. Là nghiệp tướng thời cận tử mà thôi.
Rồi, như vậy là cho chúng ta biết là có hai loại nghiệp thiện để sanh từ cảnh vui sang cảnh vui. Nhất là cảnh do dục giới, hai là đáo đại, đó lại là những cái tâm tu tập về thiền, chứng đắc thiền đó. Thì bây giờ dục giới cho chúng ta biết là có ba cái loại cảnh cảnh lúc mà cận tử, là nghiệp, nghiệp tướng và thú tướng. Ba cái này, một trong ba cái này sẽ dẫn dắt đưa đi tái sanh. Nếu mà cảnh dục giới mà thuộc về cảnh vui sang cảnh vui thì cảnh nghiệp, nghiệp tướng, thú tướng này thuộc về thiện, thuộc về tốt đẹp, sanh về những cõi vui. Còn nếu mà đáo đại thì nó lại không có cảnh nghiệp, nghiệp tướng, nó lại không có cái cảnh thú tướng mà có chỉ có cảnh nghiệp tướng thôi. Tức là cái nghiệp tướng là casino mà mình luyện nó có những cái quan tướng nó sanh, thì đáo đại chỉ có một cái cảnh đó thôi, là cảnh nghiệp tướng. Trong cái thời cận tử nó hiện lên, thì khi mà thời cận tử nó hiện lên thì nó là người tử rồi tục sinh về cõi thiền sắc giới, tùy theo cái nghiệp tướng lúc đó nó phát sanh như thế nào. Đó là đáo đại đặc biệt, nó chỉ có một là nghiệp tướng, thuộc về quan tướng của những cái ấn chứng tu tập. Còn dục giới thì nó có cả ba, nó có nghiệp, nghiệp tướng và thú tướng, chứ nó không phải là chỉ có một như đáo đại. Đáo đại đặc biệt là cảnh giới của người tu thiền chỉ có một cái đối tượng đó thôi. Thì như vậy cái người lâm chung có có hai cái loại này, hai loại thiện nghiệp này là dục giới và đáo đại, sẽ đưa cho đi tái sanh về cảnh vui, sanh cảnh vui. Rồi xuống dòng. Người lâm chung có thiện nghiệp dục giới. Xuống dòng, gạch đầu dòng. Người lâm chung có thiện nghiệp dục giới. Tôi nói về thiện nghiệp dục giới không? Người lâm chung có thiện nghiệp dục giới, rồi chưa? Rồi xuống dòng, gạch tay dòng cái. Số chữ A nhỏ nè. Cảnh nghiệp hoặc cảnh nghiệp tướng nơi ý môn, hay chấm. Cảnh nghiệp hoặc cảnh nghiệp tướng nơi ý môn. Rồi, tức là cái người lâm chung mà thuộc về thiện nghiệp dục giới đó, thì lúc đó cái cảnh nghiệp, cái nghiệp mình đã làm đó, trong cái đời sống đó, nó hiện lại cái lúc đó, lúc cận tử đó, thuộc về cảnh nghiệp hoặc hoặc là cái cảnh nghiệp tướng, tức là những cái nghiệp tướng của cái thiện nghiệp đó, nó phát sanh ở trong cái dòng tâm thức của mình, trong cái ý môn, chứ nó không phải là phát sanh qua cảnh bên ngoài, không phải cảnh sắc, cảnh thinh, cái vị xúc, mà phát sanh bên trong nội phận của mình, ở trong cái tâm của mình đó, nó hiện bài lên. Cảnh nghiệp hoặc là cảnh nghiệp tướng nơi ý môn. Rồi xuống dòng, gạch đầu dòng cái. Tâm tử sanh lên bắt cảnh nghiệp, phải. Tâm tử sanh lên bắt cảnh nghiệp, phải. Nghiệp tướng quá khứ rồi diệt đi. Tâm tử sanh lên bắt cảnh nghiệp, nghiệp tướng quá khứ rồi diệt đi. Rồi, xuống dòng, gạch đầu dòng. Tâm tục sinh hiện khởi. Tâm tục sinh hiện khởi. Nhận lấy cảnh nghiệp hoặc cảnh nghiệp tướng quá khứ. Tâm tục sinh hiện khởi. Nhận lấy cảnh nghiệp hoặc cảnh nghiệp tướng quá khứ. Rồi, xin chào. Sanh về nhàn cảnh dục giới. Sanh về nhàn cảnh dục giới. Phải. Vì bị dẫn dắt bởi sức mạnh của phiền não, cấu uế chưa sát trừ.
vì bị dẫn dắt bởi sức mạnh của phiền não cấu uế chưa xác trừ, sanh về nhàn cảnh dục giới. Vì bị dẫn dắt bởi sức mạnh của phiền não cấu uế chưa xác trừ, đây là tử tâm cảnh quá khứ, tục sinh cảnh quá khứ chấm. Rồi giờ chúng ta nói lại này ha, là a nhỏ là cảnh nghiệp hoặc là cảnh nghiệp tướng, nó hiện bày nơi ý môn, tức là nó phát sanh nơi ý môn. Khi mà tâm tử nó sanh lên, tức là những cái cảnh này nó sanh lên lúc cận tử người lâm chung, thì cái tâm tử nó sanh lên nó bắt cái cảnh này, nó bắt cái cảnh nghiệp. Nếu không phải là cảnh nghiệp thì nó bắt cảnh nghiệp tướng thuộc về quá khứ, tức là những cái cảnh nghiệp nghiệp tướng này là mình đã từng làm rồi, giờ nó hiện bày lại. Tức là nó hiện bày là cái cảnh nó thuộc về quá khứ, thì tâm tử nó sanh lên nó chụp bắt cái cảnh này, cảnh này hiện bày nó chụp bắt cái này rồi nó diệt mất đi, nó nhường lại, nó chuyển cái tín hiệu đó, nó chuyển cái sống đó, giống như cái cảnh đó nó qua cái tâm tục sinh, thì cái tâm tục sinh nó mới hiện sanh khởi lên, nó hiện khởi lên, nó nhận bắt lại cảnh đó lại, nó bắt lại cái cảnh nghiệp hoặc cái cảnh nghiệp tướng đó cũng thuộc về quá khứ. Cho nên hai vấn đề này, tử và tục sinh, nó có cái sự liên đới với nhau. Thì từ cái tử nó bắt cảnh đó, nó truyền cái tín hiệu qua cho cái tâm tục sinh cũng bắt lấy cảnh đó luôn. Cho nên khi tâm tục sinh sanh khởi, đối tượng của tâm tục sinh thuộc về cảnh quá khứ. Nếu mà thuộc về ở cảnh nghiệp nơi ý môn nó khởi không, thì tâm tục sinh là cảnh quá khứ. Thì lúc đó cái đối tượng của tâm tục sinh là sao, là hậu kiếp đó, thì cái đó là những cái đối tượng của cái tâm tục sinh nó thuộc về cảnh quá khứ. Rồi khi mà cái tục sinh nó sanh lên thì đương nhiên là được sanh về nhàn cảnh thuộc về dục giới. Do tâm tục sinh bằng thiện pháp mà, thì được sanh về nhàn cảnh dục giới. Mà mặc dù là sanh về nhàn cảnh nhưng mà vẫn còn bị dẫn dắt bởi sức mạnh của phiền não. Tức là khi còn tục sinh là còn có phiền não, còn có những cái tùy miên, những cái ái mạng tùy miên, tà kiến tùy miên vẫn còn đi theo. Cho nên sức mạnh phiền não có quế nhưng nó vẫn còn đi theo. Nhưng mà chưa có khi mà mình chưa được xác trừ, nó vẫn có, nó a dua nó theo. Cho nên đây là cái vấn đề mà chúng ta thấy là khi mà giờ còn trong cái dòng luân hồi thì luôn luôn có những cái ác pháp nó ngủ đi theo chúng ta. Và như vậy cho chúng ta biết là tâm tử, khi mà tử tâm mà khi nó bắt cái cảnh hoặc là cảnh nghiệp tướng thuộc quá khứ thì tục sinh cũng bắt cảnh đó. Đối với lộ ý môn, phát sinh lộ ý môn, thì cảnh nghiệp nghiệp tướng với tử tâm bắt là cảnh quá khứ, rồi tục sinh cũng bắt lại cảnh đó, thì tục sinh cũng là cảnh quá khứ. Đó là hai cái vấn đề mà chúng ta thấy là giờ ví dụ như mình tục sinh trở lại, mình sanh lại làm người hay là phước phước làm người, thì cái tâm hậu kiếp của mình đó, nó cũng là cái cảnh của quá khứ đó. Của cảnh trong cái thời quá khứ nào đó nó bắt được cái cảnh đó, lấy cảnh đó làm đối tượng. Nhưng mà tại vì mình quá thông minh đi, mình quá thông minh thì mình không có thấy. Đâu có, này lộ tâm tử mà. Tử cái gì có năm sắc na họ động đốc thôi nha. Năm sắc na động đốc. Lộ sắc na về lộ tâm nguyên lộ luôn. Đúng rồi, nguyên lộ thì thì khi mà tục sinh lại nó cũng bắt cảnh quá khứ luôn. Thì mình đang sống cái tâm hậu kiếp, cái tâm quả tục sinh đó, nó bắt cái cảnh quá khứ nó sống với cái đối tượng đó. Cho nên dù rằng cho chúng ta ngủ say xưa nào trong cái dòng hổ kiếp như nào, cái tâm mình nó vẫn có đối tượng. Cho nên tâm là gì? Tâm là sự biết cảnh. Quý vị có nhớ câu này ha, học cái gì pháp cái câu đầu tiên cho học là tâm là gì? Tâm là sự biết cảnh. Vậy thì tâm hổ kiếp là tâm biết cảnh, tâm hổ kiếp vẫn biết cảnh như thường, nó vẫn có đối tượng nó như thường. Dù nó là tâm tiềm thức, cái tâm mà
tàn tàn nó cứ đều nó gìn giữ đời sống nha, nhưng mà nó vẫn có cảnh của nó. Thì như vậy đó là cái vấn đề mà cảnh nghiệp và nghiệp tướng sanh khởi nơi ý môn. Vậy nắm được mà, alo alo nắm được không cho biết, mấy bài này nó hơi khó chứ ha. Rồi ha, dễ ội ha, hiểu hết trơn, quá giỏi rồi cô Nhật Quỳnh đưa băng lên, quá dữ luôn ha. Sao hướng ha. À, nhiều khi nghe giảng vậy ha, quý vị nghe tập trung, quý vị nghe giảng về vi pháp, nghe nói vừa dứt câu xong cái hào quang bật sáng lên, chứng đắc được tu đồ liền ngay tại chỗ. Xa thứ nổ bột sáng chói. Bởi vì ta nói rồi, luận đàm vi diệu pháp làm sáng chói cả khu rừng, sáng chói cả kỳ dương tự luôn. Nếu mà luận đàm mà đúng pháp thì với cái tâm mà thanh tịnh thì làm sáng chói cả khu rừng. Bởi vì quá thâm sâu, quá là tỉ mỉ, phải dùng tới trí tuệ thì mới có thể luận đàm nổi về cái này. Còn không là thôi tào lao là mình chết luôn. Rồi ha, rồi tiếp theo được chưa, tiếp ha. Đúng dòng B. Khi cảnh nghiệp tướng phát sanh tại một trong năm môn, hai chấm. B nhỏ, khi cảnh nghiệp tướng phát sanh tại một trong năm môn. Chúng sanh ấy tử cảnh hiện tại và tục sinh cảnh hiện tại. Khi cảnh nghiệp tướng phát sanh một trong năm môn. Ghi cho nghiệp tướng cho nhấn mạnh cho nó bự lên chút. Khi cảnh nghiệp tướng phát sanh tại một trong năm môn, hai chấm, được chưa? Dòng gạch đầu dòng, chúng sanh ấy từ cảnh hiện tại, đang tử cảnh hiện tại, lọt chúng sanh ấy tử cảnh hiện tại và tục sinh cảnh hiện tại. Chúng sanh ấy tử cảnh hiện tại và tục sinh cảnh hiện tại. Rồi, như vậy là khi mình riêng đặc biệt cái nghiệp tướng nó hiện khởi thì chúng sanh nó tử ngay cảnh hiện tại. Rồi, cảnh đó là cảnh ngay hiện tại. Và tục sinh cũng là cảnh hiện tại luôn. À, đây là cái vấn đề mà nó tính theo cái hình tướng, theo cái sự mà hiện bài của cái nghiệp tướng nó phát sanh. À, lúc mà tử tâm nó cũng bắt cảnh đó thuộc cảnh hiện tại, ngay lúc đó hiện tại mà qua cái tục sinh nó vẫn còn cái cảnh đó đi theo, tại vì tính theo cái sát na lộ tâm 16, 17 sát na đó. Thì như vậy là tử cảnh hiện tại và tục sinh cũng cảnh hiện tại. Rồi xuống dòng, gạch đầu dòng một cái mà C đi, em ghi chữ C nha. C đâu là khi cảnh thú tướng xuất hiện nơi ý môn, hai chấm. Khi cảnh thú tướng xuất hiện nơi ý môn. Cảnh thú tướng xuất hiện nơi ý môn. Cảnh thú tướng là những cái cảnh mà được tái sanh vào đi, cái chỗ trú xứ là được tái sanh vào. Ví dụ như cảnh thú tướng, như thiện nghiệp là thai bào của người mẹ, tức là người mà sắp lâm chung người ta thấy được cái thai bào người mẹ mình được tái sanh vào, hoặc là thấy được những cái thiên cung
thấy được những cái nơi mà trên cung trời, những cung điện, những cái cây hoa viên, cây như ý, những cái bàn thạch đá vân vân. Không, cái này là đang nói về thiện mà, phục sinh về thiện mà. Từ cảnh vui sang cảnh vui. Thì như vậy cái cảnh thú tướng này nó sanh khi mà nó xuất hiện, nó hiện lên trong cái đầu của mình á, trong cái ý môn á. Thì khi nó hiện như vậy ha, thì xuống dòng mình ghi là chúng sanh này tử cảnh hiện tại, tục sinh cũng cảnh hiện tại luôn. Tử cảnh hiện tại, tục sinh cảnh hiện tại. Bởi vì cảnh này là cảnh thiệt, cảnh này là cảnh mình được sanh vào, mà thấy cảnh đó, tử thấy cảnh đó, mà nghe thấy cảnh đó, ngay lúc tử cũng thấy, mà tục sinh lại cũng vẫn thấy cảnh đó như thường. Đó là tử cảnh hiện tại, tục sinh cảnh hiện tại. Nãy hình như có đánh số, nhưng mà thấy hơi lộn xộn cái này, chắc bây giờ coi cái số nha. Người tục sinh gì đây. Sửa. Người lâm chung cả có thiện nghiệp dục giới. Ghi là số 1 lớn, số 1 lớn. Nãy có ghi đó chưa? Hình như thiếu cái số nè. Số 1. Ở trên á, có đánh số chưa? Đánh số lại. Người lâm chung có thiện nghiệp dục giới. Để thôi, mình ghi bài đó nó lộn sàn ngầu ha. Người lâm chung có thiện nghiệp dục giới. Rồi mới số 2 là người lâm chung có thiện nghiệp đáo đại. Vậy mình ghi đó thôi, nó số nó làm bài trật. Người lâm chung có thiện nghiệp dục giới là số 1 đi. Rồi đó, rồi mới A, B, C đó ra ha. Thiếu là ghi lại đi cho thôi. Một người lâm chung có thiện nghiệp chơi và cảnh nghiệp, cảnh nghiệp tướng, cảnh thú tướng là đó. Rồi, ok ha. Rồi giờ tới số 2 là người lâm chung có thiện nghiệp đáo đại. Người lâm chung có thiện nghiệp đáo đại. Xuống dòng, người tích lũy thiện nghiệp đáo đại. Phải lộ cận tử không có na cảnh chấm. Người tích lũy thiện nghiệp đáo đại phải lộ cận tử không có na cảnh. Rồi, đúng rồi, tức là ý ở đây người ta nói cho mình biết là những người mà tu tập về thiện nghiệp, về thiền đáo đại đó, sắc giới, vượt giới đó. Ví dụ như giờ cô Nhật Quỳnh cô tu đắc được sơ thiền, do cô tích lũy được cái sơ thiền đó, thì ngon lành ha. Thì tới giờ phút lần thứ tử thì bắt đầu cái cảnh thiền nó quang tướng nó sanh lên, thì lúc đó thì thuộc về cảnh thiền. Cảnh thiền thì nó không có na cảnh đó, nó không có cái vấn đề mà cảnh mà đột ngột bất sinh bất tử sinh lên đó. Thì như vậy đó là người tích lũy thiện nghiệp đáo đại về cái lộ cận tử thì không có na cảnh, nó chỉ có động lực, 50 động lực rồi mới tử thôi. Thì như vậy đó là không có na cảnh. Rồi xuống dòng, trong lộ cận tử chỉ có cảnh nghiệp tướng. Trong lộ cận tử chỉ có cảnh nghiệp tướng. Ghi cái chữ nghiệp tướng bự lên. Trong lộ cận tử chỉ có cảnh nghiệp tướng.
liên quan đến thiền án xứ, liên quan đến thiền án xứ. Như hai chấm, liên quan đến thiền án xứ như đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, trắng, đỏ, chấm chấm chấm. Tức là trong cái lộ cận tử của cái thiện nghiệp đó lại đó, thì lúc đó lộ cận tử nó chỉ có cảnh của nghiệp tướng thôi nha, nó không có cái cảnh thú tướng, không có cái cảnh nghiệp, mà nó có cảnh nghiệp tướng. Tức là những cái cảnh nghiệp tướng này nó liên quan đến những cái công án mình tu thiền á, như mình tu đề mục đất hay là đề mục nước lửa gió hay là xanh vàng đỏ gì đó, thì mình tu những đề mục về thiền, về thiền chỉ á, thì khi mình tu thành tựu được đó thì những cái án xứ đó nó liên quan đến những cái quan tướng nó xuất hiện đó, thì nó hiện bài lúc đó là thuộc được gọi là nghiệp tướng, hiện bài lúc cận tử, tức là lúc cận tử nó phát sanh, cận tử nó phát sanh cái nghiệp tướng đó nó hiện bài lên. Thì đó là trên cho nên ta cho mình biết, nhấn mạnh lại biết là lộ cận tử chỉ có cảnh nghiệp tướng liên quan đến những cái thiền án xứ mình đã tu tập rồi, nắm được không? Rồi xuống dòng, có hai loại cảnh nghiệp tướng trong trường hợp này, hai chấm. Có hai loại cảnh nghiệp tướng trong trường hợp này. Có hai loại cảnh nghiệp tướng trong trường hợp này. Dòng A nhỏ, cảnh nghiệp tướng là quan tướng chế định đối với hai chấm. Cảnh nghiệp tướng là quan tướng chế định đối với hai chấm. Rồi, hai chấm. Thiện sắc giới và hai loại thiện vô sắc giới là thiện sắc giới phải cái và hai loại thiện vô sắc giới là thiện sắc giới và hai loại thiện vô sắc giới là không vô biên xứ và vô sở hữu xứ, và không vô biên xứ và vô sở hữu xứ. Không vô biên xứ và vô sở hữu xứ. Rồi. Như vậy cảnh nghiệp tướng thứ nhất là A, là cảnh nghiệp tướng là quan tướng chế định, tức là cái quan tướng mà mình tu tập về thiền sắc giới đó, nó là thuộc về pháp chế định, nó pháp tục đế chứ nó không phải là pháp chân đế. Nó là những cái quan tướng là do cái tưởng nó tạo thành, do cái sự tu tập nó hiện lên những cái vòng tròn sáng hay vậy đó, cái đó mình mới niệm cái đó là ánh sáng, ánh sáng vào đất 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 vậy không, thì cái đó nó thuộc về chế định pháp. Cho nên thiện sắc giới rồi toàn là chế định pháp hết, vì cái quan tướng hoàn toàn là thuộc về chế định pháp. Thì cảnh nghiệp tướng của nó chính là cảnh của sắc giới, là cảnh thuộc về pháp chế định. Rồi hai loại thiện vô sắc giới là không vô biên xứ và vô sở hữu xứ, cũng bắt cảnh chế định luôn. Nó bắt lấy cái cảnh quan tướng của cái thiện sắc giới làm đề mục để tu tập về không vô biên xứ. Còn vô sở hữu xứ thì nó bắt cái cảnh mà của cái không vô biên xứ này là làm đối tượng để mà nó tu tập vô sở hữu xứ, thì nó cũng bắt toàn là cảnh tục đế hết. Thì như vậy thì năm cái thiện sắc giới và hai loại thiện sắc giới này, cái quan tướng là thuộc về chế định, nó là cảnh nghiệp tướng trong cái giờ phút lâm chung, cho chúng ta có cái quan tướng của hai loại này.
À, cho mình biết nha. Và A là nghiệp tướng, thuộc về quan tướng chế định. Rồi cái chúng sanh này thì tử, người ta cho trong sách, người ta cho biết là tử lúc này thì cái cảnh đó thuộc về cảnh quá khứ. À, cảnh nó đã qua rồi, là cảnh quá khứ. Thì tục sinh trở lại thì người ta nói cũng chưa biết rõ được, không có, tại vì thuộc về cảnh thiền. À, và cho là không có xác định rõ được là quá khứ hay hiện tại. À, nhưng mà theo chúng ta thấy thì giờ nó đã bắt cái cảnh quá khứ, giờ phút lâm chung tử nó bắt cảnh quá khứ, thì cái cảnh quá khứ này nó thuộc về thiền là lộ ý, thì tục sinh cũng phải là cái cảnh là thuộc về quá khứ luôn. À, nó chứ là tục cảnh cũng thuộc về quan tướng chế định đó luôn. À, cho nên thì mình có thể mình tạm hiểu rằng là tử cảnh quá khứ, là tục sinh cũng là cảnh quá khứ luôn, nhưng mà trong chú giải hiện tại không có giải thích những cái này, tôi cho rằng cái đó là mà không xác định được rõ vấn đề này. À, hoặc có thể gọi là cảnh của chế định của thiền, là cảnh mà về quan tướng chế định. À, đó là chúng ta tạm hiểu như vậy, cứ cho là như vậy. Thì thiền mình không có chứng đắc, mình cũng có, mình chỉ luồng trí mình suy xét để trong vấn đề thuộc về lỗi môn của cái thiền. À, thì khi mà tử nó bắt cảnh quan tướng của quá khứ thì tục sinh trở lại cũng là cảnh đó thôi, chứ không có gì khác. Rồi B, cảnh nghiệp tướng là quan tướng chân đế. Cảnh nghiệp tướng là quan tướng chân đế. Hai chấm. Cảnh nghiệp tướng là quan tướng chân đế. Đối với thiện thức vô biên xứ và thiện phi tưởng phi phi tưởng xứ, đối với thiện thức vô biên xứ và thiện phi tưởng phi phi tưởng xứ, có đối tượng là quan tướng chân đế. Có đối tượng là quan tướng chân đế. Rồi, riêng chỉ có hai cái này ha. Vô biên xứ và phi tưởng vô biên xứ là nó bắt cái thuộc về cảnh, thuộc về chân đế. À, vì nó bắt cái quan tướng của cái thức vô biên xứ thì nó bắt cái quan tướng của cái không vô biên xứ. Còn phi tưởng vô biên xứ thì nó bắt cái quan tướng của cái vô sở hữu xứ. À, nó bắt lấy cái tâm của cái những cái đó là làm đối tượng để tu tập. Thì như vậy nó thuộc về đối tượng là chân đế. À, cho nên thức vô biên xứ và phi tưởng vô biên xứ thuộc về đối tượng là thuộc về chân đế. Rồi xuống dòng. Chúng sanh này có tử tâm cảnh quá khứ, phải tục sinh cảnh quá khứ luôn. Chúng sanh này có tử tâm cảnh quá khứ, phải tục sinh cũng là cảnh quá khứ. Rồi tức là chúng sanh này bắt cái cảnh đó thuộc về cảnh đã qua, cái cảnh đã qua rồi, thì những cái tâm đắc cái không duyên xứ là cảnh đã qua thì bắt là cảnh quá khứ, tục sinh lại cũng bắt cảnh đó thì cũng là cảnh quá khứ luôn. Cho nên là cảnh nghiệp tướng là thuộc về thức vô biên xứ và phi tưởng vô biên xứ, thì tử tâm và tục sinh đều là cảnh quá khứ hết. Thì cho nên chúng ta thấy rằng qua cái những cái vấn đề này là người ta phân tích để cho mình mở rộng thêm cái tri kiến mình. À, biết thêm về những cái đối tượng lúc mà tử như thế nào và tục sinh như thế nào, nó có cái sự liên quan chặt chẽ với nhau, chứ không phải là tử xong rồi ngồi đó lang thang chờ đợi, không chờ đợi đi tìm đi kiếm để mà tìm cảnh giới là đi vào, hoặc là chờ 49 ngày là tụng kinh niệm này cái rồi mới được sanh trở lại. Cái chuyện là chuyện giống như mình dễ rắn mà mình dễ thêm chân vô tự lúc tự làm chế đủ thứ chuyện, do mình tưởng tượng chuyện kia.
Khi mà tử một cái là tự sinh liền, tức khắc không có chờ đợi, tâm mà nó không có đứng đâu nó chờ nữa. Tâm là sanh diệt liên tục không ngừng. Cho nên khi mà trước khi tử thì những cái hiện tượng mà để mà đưa đi tái sanh nó đã phát sanh liền lúc đó rồi. Do cái quy luật mà tồn tại của cái dòng tâm thức và do nghiệp lực nó đưa đẩy, nó làm cho mình do cái dòng tâm thức phải hoạt động như vậy để đưa đi đến sự tái sanh, chứ không có chờ 49,101 ngày như thế không. Cho nên phải qua cái vấn đề mà mình học về lộ tâm tử và tục sinh để cho chúng ta nhìn thấy được một cái ý kiến, một cái tri kiến mà đúng đắn, không có bị sai lệch, không có bị dính vào những cái mà do cái tưởng tri điên đạo mà mình chế đặt ra. Giống như những cái hồi xưa thời Bà La Môn và những vị đó hồi xưa ta cũng tưởng tượng đủ thứ chuyện. Thời xa xưa thì họ cho rằng có trong mỗi một cái đất nước lửa gió đều có một cái thần linh ở trong đó, cho nên họ tôn thờ thần đất, mẹ nước, mẹ lửa, mẹ gió vậy đó. Rồi sau đó họ mới tưởng tượng ra thêm là có những cái vị thần này thần kia, những cái sanh chủ, những bậc phạm thiên, những người mà tạo nên vũ trụ vạn vật muôn loài. Tưởng tượng ra họ nghĩ là những chuyện đó. Thành ra cho nên khi mà mình không hiểu biết, rồi từ cái không hiểu biết đó rồi bắt đầu mới suy luận suy diễn, suy luận suy diễn rồi chế đặt định đủ thứ chuyện, rồi bài vẽ ra từ cái lòng tha mái của mình, bài vẽ ra đủ trò để mà tạo cho người khác một cách mù mà người ta không hiểu được vấn đề, ta tin theo để mình có thể được làm được những chuyện theo ý mình muốn. Và đó là vấn đề mà chúng ta thấy rất là nguy hiểm trong cái vấn đề về tâm linh. Nó khó nhìn thấy, khó hiểu, khó trình bày. Mà những ai mà hiểu được này thì nó đến động ngón tay mà nó cũng rất là khó. Cho nên chúng ta dễ bị gạt lắm, dễ bị người ta đưa mình vô bẫy trục lợi được kia nào, nhưng mà dễ bị những người này ha. Rồi như vậy là hôm nay mình học tới đây cũng vừa phải lẽ vậy ha. Tới đây là quá khó, những cái vấn đề này chúng ta thấy đưa lên để chúng ta học để mình nắm được, mà không ngờ quý vị hiểu được một cách ngon lành ha, nắm được cách dễ dàng, không có gì thắc mắc. Như vậy là cũng phải nói rằng là rất là đặc biệt, rất là xa thú. Lớp mình ai học cũng có một cái trí tuệ, phải công nhận trí tuệ rất là sáng chói. Học cái này hiểu được cái này là quá tuyệt vời. Ngày xưa học cái này đâu có ai chỉ, học ngồi đọc không hiểu nói gì, giống như dịch nghe sấm. Học này nó nói lát lùng bùng từ cái lỗ tai này nó sang lỗ tai kia, trong đầu mình muốn khùng luôn, rất là khổ sở. Giờ mình học rồi mình hiểu được rất là xa thú, cũng cầu mong cho tất cả chúng ta đều nắm được cái yếu lý của cái đạo pháp một cách trọn vẹn tốt đẹp. Từ cái sự hiểu biết này nó phát sinh trí tuệ, nó sẽ tác động làm nhân làm duyên để cho mình đi vào pháp hành, mình có cái trí tuệ sáng suốt, thấy được cái pháp như chân như thật, mình thấy được sự thật chứ không phải mình thấy được qua tưởng tri. Mình không phải do tưởng tượng, không phải, hoặc là không phải do sự suy diễn mà thành, mà mình phải thấy như chân như thật, bởi vì mình có được cái trí tuệ hiểu biết đúng đắn, mình biết đâu là tục đế, đâu là chân đế, đâu là các pháp cấu tạo do nhân duyên tác thành. Mình hiểu rõ như vậy, thành ra mình không có phát sanh, mình không phát sanh mà cao cống, hoặc là không có phát sanh sự luyến ái dính mắc vào trong những cái mà mình tưởng rằng đó là mình thành tựu. Mà rất dễ bị đó, khi quý vị hành pháp vô đi hành thiền này kia, chúng ta rất là dễ bị dính vô trong cái này đó, dính vô mạng kiến và ái này kia, rất dễ dính lắm. Bởi vì lúc mà vô đó nó vi tế lắm, cái dòng tâm thức mình nó ghê gớm lắm, nó phát sanh đủ thứ hệ mà nó khởi lên này, nó duyên tùm lum tà la, nó làm cho mình thấy được này thấy kia đủ thứ chuyện trên trời đất. Rồi mình cứ tưởng là mình thành tựu được này thành tựu được kia, nhưng mà thật sự không có đơn giản đâu quý vị, rất là khó. Muốn thành tựu được rất là cam go ha. Mình phải biết mình có ý kiến đó rồi đó, thì mình biết được là mình đang ở đâu. Chứ mình không có đi kiến, mình tưởng là mình hành vậy là mình đắc được này đắc được kia, không có đâu. Nó khó, cái một khẳng ngón tay hàng tỷ tỷ sanh ra tâm sanh diệt thì hỏi làm sao mà mình có thể mình bắt được cách dễ dàng. Rất là khó.
Cho nên hôm nay mình học với cái bài này là tuần sau á. Tuần sau là kỳ trước là học với cái lộ ý môn đặc biệt rồi hay gì phải không? Kỳ trước cái gì thì lộ ý môn đặc biệt phải không cô Nhật Quỳnh hay là cô Nhung? Đức học nửa chừng cái mình ngưng, thiếu cái bài này nhảy về đó. Để học cái đúng là lỗi môn đặc biệt thì phải. Rồi kỳ tuần sau nhắc lại mình vô học bài đó ha. Học bài đó ôn lại chút xíu rồi mình học tiếp cái bài đó đi tiếp. Bây giờ mình đã qua được cái tâm tử, tâm tục sinh ha. Giờ mình tái sanh trở lại làm người, người tam nhân hết rồi đó. Vậy giờ nó thành người tam nhân chuẩn bị là chứng đắc được những cái pháp thượng nhân, cố gắng lên nha quý vị. Rồi do phước quý báo này nguyện cầu cho tất cả chúng ta lưu được trong pháp lâu sắp ăn vui sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chánh trí đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sanh Khai. Rồi nhiệt huyết lại cho MC. Dạ, sa thú lành thai, Như Quỳnh xin thay mặt đại chúng trong room thành kính tri ân thầy kinh rất là nhiều giảng dạy bài học ngày hôm nay chậm rãi dễ hiểu, và mặc dù khó mà đạo tràng cũng hiểu được bài, nhất là Nhật Quỳnh hôm nay cũng đã hiểu được bài. Và một lần nữa Nhật Quỳnh thay mặt đồng và bản thân Nhật Quỳnh kính tri ân thầy rất là nhiều. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Con xin đại đức pháp trang cho con xin một tín hiệu, bạch sư. Sư có trước máy không thì cho con một tín hiệu. Dạ, dạ con tri ân sư. Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng sám hối sau khi thính pháp ạ. Dạ, sau đó chúng con cùng thỉnh đại đức pháp trang chúc phúc cho đạo tràng ạ. Uất tam ăn ghê đà quan đề hằng ba đà phản sum và ruột tam ăn bút thể vô kali tổ đô sơ bút thơ cam tu tăng mà măng cõng đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần nhĩ chân đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê na quan đề hằng tham manh chánh đức quý thân và răng thầm mê vô kali tô đổ sâu thầm mơ cam tu tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo đa pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê na quan đề hằng sanh khanh cha được vi thoát tam ăn sẵn khê vô cái lý tổ đô sâu sẵn khô khăm tu tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bà là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo sát tội lỗi ấy cho con. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh đại đức pháp trang từ bi phúc trước cả đạo tràng. Con kính dâng bích tín sư ạ. Nam mô Bổn Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ngài chư đức cùng chư tôn đức tăng. Xin chào quý tu nữ và toàn thể chư Phật tử. Và giờ đây chúng con xin được phép đại diện ngài chư đức cũng như chư tôn đức tăng để phúc chúc đến toàn thể đạo tràng chư Phật tử. Nam mô Bổn Thầy Giá. Ê chi tăng ba tê tăng tâm ma hằng kia tâm mê và sa mê cho tô sa phê. Tuân lên tô sa ca pa chan đô pa na ra so ya ta ma ne cho te ra so ya ta sa phê te yo vi va chan đô sa pa ro ro vi na sa tô ma tem. Và va toàn ta ra yo sa kê đi ca yo ko va va phi va đà na se le sa ne cha vua ta pa cha ye no cha ta rom. Tham ma va thân thế a yo van no sa kang ba lang ca quả lành mà người đã mong mỏi. Cho được mau thành tổ kịp thời đến người á, cầu xin những sự siêu xét chân chánh cho được chọn đủ đến người. Như chẳng trong ngày rằm ma bằng trắng vậy cũng như ngọc ma ni chiếu sáng rỡ ràng là ngọc bi bao qua có thể làm cho tất cả sự ước ao của người đều được như nguyện cầu xin cho các thiện tinh
được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tân hoa trong đường Phật đạo, cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong giao biên cả thải, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn.